Đó, bạn có thấy em nhạc xuống rộng à. Rãi không? Wow. Ủa, ui, sao giữa đây không có nước vậy? Hay vậy? Đúng rồi. Đương nhiên rồi, tại anh đó, anh hút nước, anh phun ra ngoài hết trơn rồi. Thôi, tôi muốn đi tắm hồ bơi hơn. Ừ, trên đó đó. Ồ, vậy hồ bơi đi. Bên kia là ai vậy? Ba người đó là ai vậy? Ui, nè. Dạ, cây chèo xuống, tắm xin bay vậy. Thôi, tắm thôi, đi tắm xuống cũng được. Đi tắm đi. Ê, đừng có đi tắm, đi lên kia chơi. Ôi, 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 con gì vậy? Con khỉ có chân biết đứng hả? Con khỉ có chân biết đứng hả? Trời mày quay, con phan cái này con người mà. Ủa chào em. Con người là con gì? Con vậy? Ủa? Con người là con ngựa chứ con người là con gì? Con nuôi cá nè. Ôi mấy anh chị là người cá hả? Đúng rồi. Trời ơi, nó biết tiếng tiếng ngựa tiếng giống tụi mình luôn kìa. Wow. Trời ơi. Không đem ăn thịt nó đi. Đừng nhặt người cá. Sầu đi ông tào lao à. Ồ, hôm nay lần đầu tiên mình gặp người cá. Người cá này mình chỉ nghe trong chuyện mẹ kể thôi. Hôm nay mình gặp ở ngoài đời thiệt nè. Ủa, hình như là... Tại sao em ra đây vậy? Ờ, thường thường là... Em biết rồi, tự nhiên em tỉnh dậy kia em ở đây luôn à. What the hell? Em bị lạc rồi. Bị lạc á, em qua nhà anh đi. Qua nhà Sầu Riêng chơi chút xíu đi à. Sầu Riêng là anh? Sầu Riêng là anh nào nè? Nè, bên đây nè, xanh lè nè. Anh này hả? Em có muốn trải nghiệm một ngày làm người cá không? Đó. Ô, nghe cũng hay phết nha. Ok, em có được không vậy? Nè, 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 đây, em leo lên người anh đi. Anh bơi cho nhanh nè. Bye. Ok. Chui vô, chui vô nè, đó, chui vô, chui vô. Chui vô đây hả? Ở dưới làm sao em thở được? Không sao, không sao, không sao. À thế à? Ui, ua, ra rồi, em xuống hả? Rộng rãi không? Wow. Ui, sao giữa đây không có nước vậy? Hay vậy? Đúng rồi. Đương nhiên rồi, tại anh đó, anh hút nước, anh phun ra ngoài chơi rồi. Wow. Ôi chỗ này là chỗ ngủ của anh là sao nhìn nó giống như cái vỏ sò vậy? Đúng rồi, vỏ sò không lừa đó. À đây là cái anh vỏ. Anh là người cá nên mấy dưới đây đều là toàn là đồ của người cá không à em. Thì hôm nay mình sẽ làm một ngày làm người cá. Nó giỡn thôi chứ sao mình làm mình có cái nuôi cá được. Kiểu mình sẽ sống chung với mấy người này một ngày thử xem là để sẵn đợi mẹ mình xem mẹ mình có đón không. Không chắc giờ này mẹ mình cũng đang đi kiếm nhưng mà thôi ở đây đang vui quá nè. À, ủa nhưng mà anh chị ăn cái gì vậy? Dưới đây anh chị ăn cái gì vậy? À đúng rồi, anh chị ăn thịt cá à. Thịt cá với thịt đập rêu hải tảo biển em. Cá mấy con cá chết nghe chứ không phải cá sống nha. Cá sống là bạn bè. Nhưng mà, ai chơi á, sao đi? Con người á, đâu có ăn sống được đâu. Ăn sống thì... Đúng rồi, em không ăn đồ sống được. À, anh biết rồi, em leo lên nhà anh đi. Anh dẫn qua nhà anh, anh lấy tí đồ nè. Em thấy có một cái lỗ không? Đâu? À, thấy rồi. Đúng, xuống. Chớ nữa. Rồi. Ui, vô đây là không có nước nữa nè. Wow, xịn quá. Wow. Cái gì vậy? Tại vì cái ông này bắt trước anh nên nó không có nước á. Ôi cái này là nhà, nhà của ai mà sao nhiều đồ chơi quá vậy? Đó nhà của anh đó, đây nè, con uống này vô đi. Này, lấy gì vậy? Thất bại quá anh. Vậy. Đẹp chưa? Wow, đẹp quá. Cái như này một là... cái cung điện luôn phải cái không? Cái này là nhà anh. Ôi, nhà anh có hồ bơi mini hả? Có luôn, mấy cái này anh nhặt được ở trên đất liền. Cái gì ta, trên đất liền á, mấy con người dục rác vừa bừa bãi cũng anh nhặt anh đem lại hết luôn. Trời, mấy bạn thấy không? Đúng là nhà của cái anh tóc đỏ này.
này hiện đại hơn nhà của cái anh màu xanh này hồi nãy mọi người. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Trời ơi. Giờ khoan, à, em có đói không? À có đói. Đói chưa? Đói muốn xỉu luôn á. À, về nhà bà lấy tí đồ ăn đi, qua đây đi, tôi làm món cá cho nè. Ok ok. Much later. Tới rồi. Đau rồi, tới chưa? Nhưng mà anh ơi, mấy cái trên đây là cái gì vậy? Anh lượm được á em. À, đây đây. Mấy cái trên đây là mấy cái lượm được. Đó là giờ này. Đặc sản ở dưới biển. Đó, đặc sản dưới biển, giờ người ta sẽ nấu lên. Ây, em làm được á. Chị mới bắt được ông một ông quy thừa tướng. Quy thừa tướng là gì vậy? Là cái con rùa đó em. Thôi thôi em không ăn đâu. Chính là kìa. Okay, ok. Ngon không? Ủa ngon quá em. Nhầm. Đương nhiên phải ngon rồi. Ủa nhưng mà chị này cũng có nhà hả? Đúng rồi, nhà ba đứa gần nhau hết á. Ở đây ai cũng có nhà hết trơn á. Em muốn qua nhà chị chơi nữa được không? Nè, em đợi nè, anh lượm được cái này, bữa anh lượm được nè, em đòi thử đi. Ồ, cái này là cái gì vậy? Wow, y chang con cọp luôn. Vỗ tay. Mình biết là con cọp rồi, cô Teo mọi người. Trời, cô Teo nhớ để lại comment cho mình biết ở dưới nha. Ôi, nhưng mà em muốn qua nhà cái chị màu đen này chơi đó. Leo lên người chị ơi, chị cẩm đi. Many minutes later. Leo hả? Bơi xuống đây. Rồi, mở cửa nha. Vô nè. Chìm xuống. Vô. Vậy là nhà của mấy anh chị này không có nước ở trong. Nhà của chị này toàn là kính không à. Ủa chị ơi, em hỏi cái ví dụ nha. Lỡ như có mấy con cá nó hút dữ, nó đập đầu vô kiến rồi kiến có bể không? Không, kính không bể là bể mà nó bể đầu á em. Vậy là mấy cái này luôn mấy cái này anh chị lượm ở trên đất liền hả? Đúng rồi. Trên đất liền người ta xả rác xuống dưới á, nên bọn anh chị lượm á. Đúng rồi, con người không có ý thức gì hết trơn. Đúng rồi. Mấy bạn nghe chưa, mấy bạn đừng bao giờ xả rác xuống biển nha. Mấy bạn sẽ làm ô nhiễm môi trường biển. Đúng không ta, mình nói môi trường biển hay môi trường thủy vậy đó. Nói chung là không nên xả rác bừa bãi xuống biển nha mọi người. Nước chè. Đi quậy quá à. Đi quậy quá đi về. Ủa, anh màu đỏ tên gì? Hà Chu. Cái chị màu đen tên gì? Vinh Cây. Em nhớ anh xanh lè này tên là Sầu Riêng. Đúng rồi. Em tên là Nga Bi. Nga Bi vậy trời. Nga Bi à. Chắc chắn là các bạn phái cái tên này của tôi lắm đúng không? Mấy bạn coi video clip của Yummy á, các bạn sẽ hả suốt ngày khịa tôi cái tên Nga Bi vậy trời. Rồi tôi xài cho mấy người vừa lòng. Mày thấy mà tao tức quá. Chưa bao giờ mà tao tức vậy á. Nó nghe nè, nãy em đứng đây em nghe mấy anh chị cãi lộn gì có suối nước nóng nữa hả? Em thích tắm nước nóng. Đúng rồi. Em thích suối nước nóng trên tháp nó ấm lắm. Đi em đi không? Em dẫn lên nè. Đây. Chuẩn bị nha. Đừng nghe lời mẹ em nữa, mẹ em nó bậy quá. Chừng nào nó mở miệng nứa lửa ra thì mới sợ. Ê, không. Khét. Cháy kìa. Người ta cháy kìa. Cháy rồi, cái này gọi là hiện tượng cháy nhà. Chết rồi. Trời ơi. Chưa nướng rồi, chết rồi. Chết rồi, nó bị bẩm không? Có bị bẩm không? Gách da rồi, chảy máu rồi. Trời ơi. Ủa gì vậy? Tại con bé này nè. Bé này. Bé có làm gì đâu. Rồi đó mà trong cái gì vậy? Cái này đó cháy là do tôi đốt. Trời ơi. Ủa, nhưng mà ở đây có gì chơi nữa không?
Con em ra từ đây nè. Đang chơi hơi bị vui, hơi bị nhiều á. Đây, trò giờ cho em chơi trò trượt nước xuống à. Trượt nước. Wow. Giống như là giống như là đầm sen nước thật đồ hả? Đúng rồi. Wow. Có luôn hả? Bây giờ cài đây. Đi trò coi trượt té. Đây đây đây. Rồi chơi lên. Ôi. Nó rớt xuống rồi. Tránh ra, chơi tránh ra. Trời ơi, chen lớn quá. Rồi, dẹo lên. Dẹo lên. Rồi, dẹo lên. Đây, đó. Vui không? Chúc bạn anh tới nè. Trò vui hả? Trò gì vậy anh? Biết cá heo không? À biết chứ, cá heo biết chứ. Cá heo rồi, ở trong heo bạn anh á. Ở dạ, trong thủy cung nhiều lắm. Cá heo là bạn đúng của rồi. Anh luôn hả? Đúng rồi. Đi kêu nó nè. Anh có một con cá hơi bị bự luôn. Đâu con cá nào vậy? Bí mật. Bí mật. Trời ơi. À, sao tự nhiên tưởng là cho mình biết cái lại kêu bí mật là sao? Nè. Okay. Xịn quá à. Rồi em đập em chịu lên một con ấy, con dưới kìa. Ui rồi. Đi con này, con này. Đâu. Đó kìa con dưới kìa. Đó. Ui rồi. Ui. Đây ba cái nè. Rồi chịu lên nè. Tôi mới thấy được một họ hàng. Ui. Đâu rồi à? Ui, em chịu lên rồi. Wow! Mình gửi cái heo nè. Xem ai tới nè, Jin Ba. Wow, bự quá vậy. Con cá chập. Con này bự quá vậy. Con này theo như mình được biết là con tại vì ở ngoài kia có cá mập nguy hiểm lắm, không bơi ra ngoài được. Wow. Mọi người ơi, mọi tôi lạc mọi người ơi, mọi người ơi. Ui rồi nhảy nè. Ui, em thả kem trên nhà của anh Thanh Lẹ đó. Nào đây là muốn lên đây không? Rồi bơi vô nè. Đúng rồi. Yeah, ok. Rồi. Wow, vui quá mọi người ơi. Trời đất ơi. Nếu như mà hả mình không phải là con người thì mình nguyện ở đây luôn. Trời tại vì nó đẹp quá à. Mấy anh chị này dễ thương nữa. Nhưng mà trời muốn em đây, em đi nữa. Thôi làm sao em ở đây được. Mẹ em sẽ tìm em chết. Mẹ em bây giờ chắc đang tìm em nhiều lắm rồi. Ôi mấy bạn ơi, nếu như mà mấy bạn thấy hả một ngày của mình ở chung với mấy anh chị người cá này mà vui thì mấy bạn nhớ để lại comment cho mình nha. Và các bạn thích anh chị người cá nào có thể để lại comment luôn nha. À, anh người cá Ha Chi hay là chị Chiên Cây hay là anh Thầu Riêng. Bự hả? Bị diêu hả? Chào gì chào ghé. Hẹn bye.